bị cáo đã trở thành người con bất hiếu vì khi bố mình mất đi đã không được ở nhà để lo tang lễ và đưa ông về nơi anh mình cuối cùng. Và điều này thực sự sẽ là nỗi ám ảnh, sự dây dứt suốt trong cuộc đời là bị cáo trong tù. Ngày đêm trước, ngày hôm sau là đi viếng bố bị cáo. Thì trong đầu bị cáo luôn luôn cái hình ảnh ám ảnh, một cụ cứ hiện về nói rằng tức là thằng đâu rồi chưa này. Bị cáo đã xin phép thầy được về nhưng mà bố là cuối cùng không được phép. Đây sẽ là cái lỗi ám ảnh trong suốt thời gian bị cáo làm thật là thì có các anh chị không có một lễ tết nào bị cáo có mặt ở nhà, đều đi cổng trường, đều đi làm bác đôn đốc quản lý và hy vọng là năm vừa rồi bị cáo được có mặt ở nhà ăn tết với vợ con với gia đình thì là phải vào tù vô cùng đau xót. Và những bị cáo đã báo cáo chắc chắn bị cáo không còn đủ thời gian để thực hiện hết các bản. Những bị cáo đã nói là hãy đối xử với bị cáo như đối xử với một con người. Đến trước ngày phiên tòa này của mình cũng là ngày cùng chính ngày bố bị cáo ra đi mà bị cáo không được thắp nén hương